giá thì cũng rẻ đấy. Xin kính chào toàn thể các bạn nhé. Hôm nay video tiếp theo của mình tiếp tục lên quay cái chợ phiên của chợ Núi Phìn, Hà Giang. Cái phiên chợ này sẽ họp lùi vào ngày con kỷ, mình không biết đó là ngày nào. Các bạn theo chân của mình sẽ đi khám phá cái chợ phiên này xem có. Phiên chợ này họp rất là đông, các bạn có thể quan sát rất là đông, rất là nhiều người. Các bạn có thể nhìn thấy, các bạn có thể nhìn thấy là hai bên đường là bán rất là nhiều vải. Bên này cũng có rất đông người đang chen chúc. Phía bên này là họ đang bán cái thảo dược quý hiếm của núi đá. Phía bên dưới này là họ đang bán rất là nhiều động vật. Mình sẽ qua bên đấy xong là mình sẽ khám phá xem là đấy, các bạn nhìn thấy ở bên dưới này có rất là nhiều, bán rất là nhiều bò. Bây giờ mình sẽ đi quay cái chỗ bán lợn. Có bán rất là nhiều lợn. Đây thì họ bán rất là nhiều lợn đen. Đấy. Đây là lợn đen ở bản địa. Rất nhiều loại con to con nhỏ đều có hết. Bây giờ mình sẽ đi hỏi giá xem là con này bán bao nhiêu tiền. Tôi đi mua to ăn liền nữa đi. Chua cua. Đây là con 900 các bạn ạ. Giá thì cũng rẻ đấy. Chỗ xả đấy. Có tụi mình muốn tỏ. Rồng. Muốn tỏ. Tụi mình tỏ. Đấy, cái đàn bên này là cái đàn này là họ bán mỗi con 900. Đấy, còn mình còn chưa mặc cả nhé. Nếu mặc cả thì chắc đến thế thôi. Thế bên này thì họ cũng bán rất là nhiều lợn con. Mình sẽ đi vào bên trong xem. Đây cũng bán hàng đó. Cái phía bên này là một cái toàn cảnh của cái chợ bò, cái hội chợ Núi Phìn thuộc huyện Đồng Văn. Là nhiều người dân đang đem bò đến bán rất là đông. Họ cũng đến rất là sớm. Bên trong để cập nhật giá bò xem. Bye.
Bây giờ mình sẽ đi ghé qua cái chợ bò, hỏi cập nhật giá của bò xem. Bây giờ là cũng lâu lâu mình không được hỏi giá xem rồi. Ở đây bán rất là nhiều con bò to này, bò đực, bò cái có này, bò bé có này. Đây có hai con bò đen tự nhiên là chọi nhau ở đấy. Mình sẽ đi ghé qua bên kia, đang có một con khách đang mặc cả giá cả. Cho em quay tí nhá, chào anh. Quay đi. Cái con bò của anh này bán bao nhiêu tiền? Con này là nó giá 13 lạng thôi. Ôi rẻ nhỉ. Rẻ mà, chỉ lấy 14 lạng mà. Con này 14 triệu. Ờ. Con này 14 triệu. Cho con này chắc cũng đẻ khoảng hai đứa. Ờ, hai đứa. Thế về mua về nuôi vẫn được. Ờ, con này mua về nuôi cũng được mà. Con nào? Hả? Con nào? Chưa cổ lớn ở kia là mua cổ lớn chứ nào. Con này đang bán là 14 triệu. Rất rẻ luôn con này. Rẻ quá. Bò này bò đẹp, nếu ai muốn mua về nuôi đấy, mua cái con như này. Mua về nuôi cũng được. Nó có cái bên dưới này có nó dài đấy, nó to đấy. Cái con này nếu mà làm giống thì tốt rồi. Rồi cảm ơn anh nhá. Chúc anh bán được 14 triệu nhá. Mình vừa cập nhật giá hỏi xem là bò cũng rất là dễ, bởi vì là trong một quá trình là dịch đang diễn biến phức tạp là không sang được bên Trung Quốc, cho nên là bán trong nội địa trên chợ phiên thì rất là rẻ. Đây rất là nhiều bò. Nhiều con bò to đứng trên kia. Con này to nhất này. Con này chắc cũng phải trên 20 triệu. Con rong gần đấy. Xem nó nhìn nó ghê chưa. Bò nó to to. Mình vừa qua lối này là cũng bắt gặp cái chỗ bán rượu ngô của núi đá. Thế mình sẽ đi hỏi xem. Nhiều người vào trên chợ là hay thử rượu lắm, nhưng mà do là mình cũng muốn thử cái rượu ở trên chợ. Đây là những cái can rượu ngô của đồng bào dân tộc Mông. Anh ơi, em hỏi tí nhỉ, một can này anh bán bao nhiêu tiền? Tức là bán một sách là 350. Các bạn muốn thử rượu ở trên vùng cao thì các bạn cứ lên mua rượu và thử ở trên chợ luôn. Thế bây giờ mình sẽ ghé qua bên này. Ở đây họ đi mua rượu thì phải thử rượu thì mới biết là rượu ngon hay là rượu như nào.